với các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng đưa các bạn đến tham quan một di tích đã được xếp hạng là Trận Địa Pháo Cổ và Hầm Thủy Lôi ở núi Lớn Vũng Tàu. Và bây giờ các bạn hãy cùng đi theo mình nhé. Trận Địa Pháo Cổ ở núi Lớn là một trong ba tuyến phòng thủ do thực dân Pháp xây dựng vào thế kỷ 19, và đây là nơi để phòng thủ, bảo vệ, tấn công và kiểm soát toàn bộ hoạt động ở cửa biển vùng Đông Nam Á. Và đây cũng là nơi để bảo vệ an toàn cho trung tâm nghỉ dưỡng của thực dân Pháp tại Vũng Tàu. Và di tích này thì nằm ở độ cao 100m so với mực nước biển, và ở đây thì đã được đặt 6 khẩu trọng pháo của thực dân Pháp được chế tạo vào khoảng năm 1870 cho đến năm 1876. Và 6 khẩu trọng pháo ở đây đều có cỡ nòng là 240mm, và chúng có trọng lượng từ khoảng 15.390kg cho đến 15.760kg. Và ở đây chúng ta thấy một khẩu trọng pháo. Và khẩu trọng pháo này của chúng ta được xây dựng vào năm 1870, và nó có trọng lượng là chính xác là 15.562kg. Và tất cả các khẩu trọng pháo ở đây đã được đặt theo hướng vòng cung. Mỗi khẩu trọng pháo này thì được đặt cách nhau 17,5m, và ở xung quanh là hệ thống hầm chứa đạn và hầm pháo thủ. Và chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, đây là một hầm pháo thủ đặt ở ngay bên dưới khẩu trọng pháo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hầm Thủy Lôi. Như các bạn có thể thấy, đây chính là hầm Thủy Lôi. Năm 1944, quân đội Nhật đã sử dụng nơi đây để chứa những trái thủy lôi nhằm phong tỏa vịnh Gành Ráy cũng như là cửa biển Vũng Tàu. Đây là một trong những bộ sưu tập pháo cổ lớn nhất Đông Dương hiện còn tại ở Vũng Tàu, và đây cũng là nơi in đậm dấu ấn về lịch sử cũng như là lao động khổ sai của quân nhân, tù nhân Vũng Tàu trong thời kỳ Pháp thuộc.